Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui Sau đây là những nội dung chi tiết Choàng với món quà sinh nhật khủng mà Vương Nhất Bác được tặng nhân dịp bước sang tuổi 24 Nhân dịp sinh nhật thứ 24 của Vương Nhất Bác Người hâm mộ đã dành nhiều món quà đặc biệt gửi tặng nam ca sĩ Do tình hình dịch bệnh và thiên tai liên tục diễn ra tại Trung Quốc Trước ngày sinh nhật năm nay, Studio của Vương Nhất Bác đã đăng tải bài viết nhắc nhở fan không nên chi tiêu hoang phí để kỷ niệm sinh nhật xa hoa cho nam diễn viên. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn có cách riêng của riêng mình để biến ngày sinh nhật thứ 24 của Vương Nhất Bác trở nên thật đặc biệt. Cụ thể, nhân dịp này, fan đã tổng kết những gì thành tựu mà Vương Nhất Bác đã đạt được trong sự nghiệp. Theo đó, tính đến năm 23 tuổi, Vương Nhất Bác đã là người đại diện của 36 thương hiệu nổi tiếng, trong đó có 20 hợp đồng ký năm 23 tuổi. Đó là một bước tiến lớn chứng minh giá trị con người của Vương Nhất Bác ngày càng tăng theo thời gian. Trong năm qua, Vương Nhất Bác có 86 lần đăng tải bài viết, hình ảnh công khai trên mạng xã hội, trong đó chỉ có 5 lần chia sẻ về cuộc sống riêng tư của mình. Nam diễn viên đứng đầu danh sách Nam diễn viên hàng hiệu sinh sau năm 1990, từng 4 lần lên trang bìa tạp chí nổi tiếng với phong cách thời trang độc đáo. cô mừng sinh nhật Vương Nhất Bác, tâm tình thiếu niên, chỉ lớn bay xa, tâm hồn thành thục, đội trời đạp đất, điềm tĩnh và thông minh. Anh hùng trốn thị thành một mình nhưng rất dũng cảm, đáng giá chờ mong, khiêm tốn, chân thành, mà hơn hết là một diễn viên trẻ ham học hỏi thì rất đáng mong chờ. Chúc mừng sinh nhật diễn viên Vương Nhất Bác. Nhân dịp sinh nhật 24 tuổi, Phan đã ký 24 hợp đồng quảng cáo hình ảnh của nam diễn viên trên màn hình, đèn LED lớn của 24 thành phố trên cả nước. Ngoài ra, Phan còn gửi tặng 85.000 nhân dân tệ cho trường học của Vương Nhất Bác tại Hà Nam sau loạt thảm họa lụ lụt. Webbo kênh giải trí hoành điếm chúc mừng sinh nhật Vương Nhất Bác. Sinh nhật vui vẻ nhà em trai Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác, mắt ưng hoàn điểm, có vẻ như chủ đề này rất nhanh lại có thể khởi động lại rồi. Khác với mọi năm, các hành động của fan Vương Nhất Bác để kỷ niệm sinh nhật vô cùng thiết thực, tuy nhiên cũng không thiếu những món quà độc đáo, đắt giá gửi đến nam diễn viên. Tiêu biểu trong số đó là mô hình robot tương lai của chính Vương Nhất Bác do một nhãn hàng công nghệ gửi tặng. Được biết, mô hình này có tên gọi là phiên bản người máy tương lai của Vương Nhất Bác. Theo đó, để làm được mô hình này, phía nhãn hàng đã phải sử dụng 3 chiếc điện thoại K40 để tháo lắp thành 600 linh kiện, thực hiện trong vòng 3 tháng. Bên cạnh đó, nhãn hàng còn chia sẻ đoạn clip ghi lại quá trình thực hiện ký công của người máy. Vì là sản phẩm độc nhất vô nhị nên không thể định giá được chính xác món quà này. Năm nay dù không được tổ chức sinh nhật long trọng, nhưng Vương Nhất Bác vẫn có một ngày kỷ niệm đặc biệt với những món quà vô cùng ý nghĩa đúng không nào? Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.